Ngày 16 tháng 8 năm 2024, tại thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét cho ý kiến về công tác cán bộ như sau. 1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định giới thiệu nhân sự và cho ý kiến để Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự kiện toàn lãnh đạo một số cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. 2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an bầu bổ sung ủy viên ban bí thư ba đồng chí gồm đồng chí nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng đồng chí thượng tướng trịnh văn quyết ủy viên trung ương đảng ủy viên ban thường vụ quân ủy trung ương chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đồng chí lê minh trí ủy viên trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao Chiều ngày 16 tháng 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 họp về công tác cán bộ theo thẩm quyền. Theo đó, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định giới thiệu nhân sự và cho ý kiến để Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự kiện toàn lãnh đạo một số cơ quan nhà nước, nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định. Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng bầu bổ sung 3 ủy viên Ban Bí thư khóa 73. Những nhân sự này gồm Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, tránh văn phòng Trung ương Đảng, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí. Tránh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc Ông Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê ở thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, có trình độ chuyên môn, thạc sĩ luật. Ông Nguyễn Duy Ngọc từng giữ các chức vụ, Trưởng công an huyện Thanh Trì, trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt PC27, công an thành phố Hà Nội, Tránh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra PC44, Phó giám đốc kiêm thủ trưởng cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội, Phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát, cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an. Ông được bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng Bộ Công an từ tháng 8 năm 2019. Tháng 12 năm 2023, ông được thăng cấp bậc hàm thượng tướng. Ngày 3 tháng 6 năm 2024, thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Tránh Văn phòng Trung ương Đảng. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trịnh Văn Quyết. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, 58 tuổi, quê ở Hải Phòng, trình độ cử nhân xây dựng Đảng và cơ quan nhà nước, cao cấp lý luận chính trị, ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ông Trịnh Văn Quyết từng có nhiều năm công tác tại quân khu 2, trải qua các chức vụ Phó chính ủy, rồi chính ủy quân khu, bí thư Đảng ủy quân khu. Tháng 4 năm 2021, ông được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông được thăng quân hàm Thiếu tướng vào tháng 8 năm 2016, thăng quân hàm Trung tướng vào năm 2020 và thăng quân hàm lên Thượng tướng vào tháng 8 năm 2023. Ngày 3 tháng 6 năm 2024, ông được bổ nhiệm chức vụ chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí. Ông Lê Minh Trí sinh năm 1960, quê thành phố Hồ Chí Minh. Ông có trình độ chuyên môn Đại học An ninh, cử nhân luật. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đại biểu Quốc hội khóa 14-15. Từng công tác tại Công an thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Minh Chí giữ chức Phó trưởng phòng Tham mưu An ninh, rồi Phó trưởng phòng A12B, thư ký thứ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an sau đó ông làm thư ký chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, phó tránh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong hơn 3 năm. Từ tháng 1 năm 2023, ông Lê Minh Chí làm chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 11. Đến tháng 8 năm 2005, ông làm chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1. Giai đoạn từ tháng 1 năm 2010 đến tháng 4 năm 2013, ông Lê Minh Chí làm phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trong 3 năm tiếp theo, ông làm phó trưởng ban nội chính Trung ương. Tháng 4 năm 2016, ông Lê Minh Chí được bầu làm viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và giữ cương vị này từ đó đến nay ngày 16 tháng 8, ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 tổ chức hội nghị bất thường để cho ý kiến về công tác nhân sự. Theo đó, ban chấp hành trung ương đảng bầu bổ sung ủy viên bộ chính trị khóa 13 với bộ trưởng công an, thượng tướng lương tam quang. thượng tướng lương tam quang sinh ngày 17 tháng 10 năm 1965, quê quán xã hiệp cường, huyện kim động, tỉnh hưng yên. ông có trình độ cử nhân chuyên luận an ninh cao cấp lý luận chính trị. Ông Lương Tam Quang là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Trước năm 2012, ông Lương Tam Quang là trợ lý thứ trưởng Công an, sau đó ông giữ các chức vụ: Phó Tránh Văn phòng Bộ Công an, Tránh Văn phòng Bộ Công an kiêm để phát ngôn của Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Công an kiêm thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an. Tháng 1 năm 2022, thượng tướng Lương Tam Quang được thăng cấp bậc hàm thượng tướng. Tháng 6 năm 2024, Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an nhiệm kỳ 2021-2026 đối với thượng tướng Lương Tam Quang. Sau đó, thượng tướng Lương Tam Quang được Bộ Chính trị phân công làm phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tháng 7 năm 2024, Thủ tướng phân công thượng tướng Lương Tam Quang thêm một số nhiệm vụ. Thành viên chính phủ chủ trì làm việc với Đà Nẵng và Hương Yên về tình hình giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, bổ sung và Ban chỉ đạo giả soát xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bổ sung làm Ủy viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, theo dự kiến, kỳ họp Quốc hội tháng 10 năm 2024 sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao. Nội dung này được Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết tại hội nghị gặp mặt với các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước ngày 15 tháng 8. Trong bài phát biểu tại hội nghị, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, vừa qua Bộ Chính trị đã họp giả soát các công việc chuẩn bị hội nghị Trung ương 10, thống nhất từ nay đến cuối năm sẽ tập trung ưu tiên nhóm các đề án trình hội nghị Trung ương 10 và nhóm các đề án thao cỡ khó khăn để phát triển kinh tế xã hội. Thường trực tiểu ban văn kiện đã họp và thống nhất một số nguyên tắc, quan điểm, cách làm chuẩn bị văn kiện Đại hội 14, bảo đảm hoạch định đường lối phát triển đất nước trong những năm tới, trên cơ sở kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo đảng, nhà nước, trong đó có đồng chí cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giải công xây dựng, kế thừa và phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang và bài học quý báu của đảng ta. Công tác tổng kết 40 năm đổi mới đất nước, 35 năm thực hiện cương lĩnh phát triển đất nước, xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị kỹ càng đội ngũ nhân sự đủ đức, ngang tầm nhiệm vụ đang được thực hiện rất khẩn trương. Các tiểu ban đã triển khai tích cực hoạt động bảo đảm đúng tiến độ. Bên cạnh đó, Tổng bí thư Chủ tịch nước cho biết, các lực lượng vũ trang tiếp tục được xây dựng tinh, gọn, mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, theo tinh thần, tự lực, tự cường, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh trật tự đủ sức ngăn chặn và đáp ứng với khả năng chiến tranh hiện đại bảo đảm lực lượng vũ trang nhân dân luôn là chỗ dựa vững chắc tin cậy và là niềm tự hào của nhân dân của dân tộc việt nam tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm nhấn mạnh theo dự kiến, kỳ họp Quốc hội tháng 10 năm 2024 sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao. Cấp ủy chính quyền các cấp cũng sớm được kiện toàn để bảo đảm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Thực hiện chương trình đối ngoại, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc trong các ngày từ ngày 18 tới ngày 20 tháng 8 theo lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, dự Đại hội Đảng Liên hợp quốc, dự hội nghị cộng đồng Pháp ngữ người đứng đầu Đảng Nhà nước khẳng định, những hoạt động đó tiếp tục khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại của Đảng ta, đồng thời củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy lợi ích quốc gia và các cơ hội phát triển mới, giảm thiểu những tác động tiêu cực đến nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bộ Chính trị Ban Bí Thư đang quyết liệt chỉ đạo 4 công tác, gồm tập trung lãnh đạo bảo đảm bất phá tăng tốc, sớm về đích hiện thực thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đề ra ưu tiên tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thể chế, tạo thuận lợi cao nhất cho mọi hoạt động bình thường trong khuôn khổ pháp luật, đóng góp xây dựng đất nước, nâng cao đời sống nhân dân của tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước. Tập trung lãnh đạo thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo không khí phấn khởi của nhân dân trong cuộc sống và lao động sản xuất. Cùng với đó, tiếp tục kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực với quan điểm, phương châm, nhiệm vụ giải pháp đã được xác định, góp phần xây dựng trình đốn đảng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững theo Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, để đẩy lùi nguy cơ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, chuẩn bị chu đáo cho Đại hội lần thứ 14, đòi khỏi hơn bao giờ hết, toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta không ngừng tăng cường đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, phát huy cao nhất mọi nguồn lực, trước hết là nguồn lực nội sinh, nguồn lực con người. Ông nhấn mạnh, các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam từng giữ những chức vụ quan trọng ở các cơ quan trung ương và địa phương từng tham gia nhiều khóa trung ương tuy tuổi đã cao và đã nghỉ công tác nhưng vẫn rất tâm khuyết trách nhiệm có nhiều kinh nghiệm là chỗ dựa vững chắc của đảng nhà nước và đội ngũ lãnh đạo hiện nay Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định luôn ghi nhớ công lao, nỗ lực học tập, kế tục phát huy những thành quả kinh nghiệm của các thế hệ đi trước và mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ ủng hộ, góp ý thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tin tưởng rằng, với nhiệt huyết và những kinh nghiệm quý báu, tùy theo điều kiện của mỗi người, tiếp tục có những công khiến đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng, của dân tộc và nhân dân ta.